Xin chào mọi người, hôm nay Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người lắp đàn SX900 hoặc là SX900 thì cấu tạo nó tương đương nha. Cái bước mà quá trình tháo Trần Liêm quên quay video lại cho mọi người rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tạm thời coi cái clip lắp trước ha. Thì đầu tiên là phải lắp tất cả cái cao su vào trong cái cây đàn này như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy bo mạch lắp lên và Trần Liêm sẽ lắp lên từng cái rồi mọi người cùng theo dõi nha. Thì cây đàn này Trần Liêm thu về cạnh nó bị rạn, Trần Liêm đã làm cạnh lại rồi nè để cho nó đẹp hơn đó nha. Cạnh rạn này thôi, còn chức năng máy móc nó ok hết. Trần Liêm tháo sạch bon ra luôn để vệ sinh hút bụi rất là sạch sẽ. Để mọi người mua về một cái cây đàn ưng ý nhất ha, sạch từng ly từng tí. Trần Liêm đã chùi bụi vệ sinh rất là kỹ lưỡng rồi nha. Rồi bây giờ mời mọi người cùng theo dõi cái quá trình lắp đặt nha. Rồi sau khi mọi người lắp hết ốc rồi á thì chúng ta sẽ tiến hành những cái sợi cáp này chúng ta kết nối lại với nhau nha. Từ bộ này qua này, bộ này qua đây. Rồi cái socket từ ở bộ này lên lên đây. Rồi chúng ta sẽ kết nối những cái sợi cáp lại với nhau hết. Hoàn chỉnh. Rồi chúng ta sẽ lắp màn hình vô. Thì màn hình á thì nó sẽ có bốn con ốc, mọi người lưu ý là phải hết sức là cẩn thận cái màn hình này nha. Làm nhẹ nhàng với nó thôi. Màn hình này rất là mắc tiền nha, nó có mấy sợi cáp đi rất cũng là mấy sợi cáp này cũng mong manh dễ dở lắm á. Rồi người hãy xiết vô. Rồi xong, sau đó chúng ta sẽ lắp vô chủ vô nha. Ok.
Rồi, như vậy thì Trần Lâm đã tiến hành lắp ráp xong hết tất cả những cái bộ phận ở trên cái cây RTX 900 rồi. Thì nó có một cái vài cái lưu ý cho mọi người nè. Thứ nhất á là đối với những cái con ốc mà bắt lên những cái khung này, chúng ta phải sử dụng cái ốc màu đen. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai, những con ốc mà bắt lên những cái thanh mà kim loại thì cái hình cái xoắn ốc của nó phải khác. Rồi, cái thứ ba, ở cái khung phím này á, thì nó có ba con ốc có mũi tên tam giác. Nè, cái mũi tam giác là 1, 2 và 3, là chúng ta phải bắt gắn vô đó ba ba cái con trước. Cái tư là toàn bộ những cái sợi dây cáp thì nó được những cái dắt này nó bảo vệ nha. Đó, những cái chỗ nào mà nó mấy cái này đó phải gắn lên vô cho nó đẹp để nhìn là người ta đánh giá cao mọi người nha. Mọi người thấy Trần Liêm là lắp y chang là lắp cái bo zin luôn á. Cái đàn này thì chỉ làm cảnh thôi, máy móc mọi người nhìn thấy phê không? Rồi bây giờ á, cái lo này chỉ cần lấy cái sợi cáp kết nối vô đây nữa là xong nè, hai đầu nữa là ốp lại. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành kết nối và khởi động nguồn cho mọi người xem nha.